đây. Review luôn. Ôi gà luôn. Mời các bạn nha. Hello, chào các bạn. Chào bạn. Chào các bạn nha. Thì mấy đứa ơi, hôm nay mấy đứa biết chú kêu mấy đứa mặc đồ đẹp là chuẩn bị đồ đạc sạch sẽ để đi đâu biết không? Đi bào chứ ăn cái gì? Đi bào đúng rồi. Nói chứ thực sự ra là hôm nay là ngày lễ mấy đứa quên hả? Dạ. Đó. 30/4. Rồi lễ 30/4 đúng rồi. Khánh thì tính nào nhớ? Hình như là nay mình nghỉ học bao nhiêu năm mà ta? Lâu quá chú ăn quên. Ngày tháng rồi. Chứ không phải đi sinh tồn đi quên luôn cả ngày tháng rồi. Rồi thôi hôm nay bây giờ là mục tiêu của chú ngày hôm nay là muốn rủ mấy đứa đi ăn uống gì đó nè. Với là nói chung ra là chú cháu mình sẽ tổ chức đi đâu đó để chơi ngày lễ này nha. Dạ. Rồi bây giờ thì mấy đứa dự định là muốn đi đâu? Để hôm nay chú khao cho mấy đứa đi chơi bữa. Ăn mì cay uống trà sữa đi chứ em. Mì cay uống trà sữa hả? Thảo án sao? Cũng ăn mì cay uống trà sữa chứ. Nói chung là giới trẻ bây giờ chỉ thích vậy thôi. Dạ. Như chú cũng vậy thôi thì tiện đây chú thích theo mấy đứa luôn. Dạ. Thì coi như hôm nay á là tiện ở đây là chú có một người bạn cũng bán trà sữa nè, với mì cay luôn. Dạ. Thì hôm nay chú sẽ dắt cho mấy đứa đi tới đó để cùng với chú cháu mình hôm nay cùng ăn mì cay uống trà sữa coi như là ăn mừng ngày lễ nha. Dạ. Ok vậy thì giờ chú cháu mình sẽ bắt đầu đi thôi các bạn ơi. Đi lên rồi. Thôi. Đó, trà sữa massage nè. Rồi đã tới điểm mà trà sữa mà chú cháu mình dự định sẽ ăn trong ngày hôm nay này nha các bạn. Rồi thôi bây giờ chú cháu mình vô đi mọi. Đẹp không mấy đứa? Đẹp. Wow, nhìn nè, quán khá là tinh tết nha các bạn. Chú cháu mình chọn cái vị trí nào đẹp nhất để ngồi đi. Đây này đi. À chỗ này ha. Ê mấy đứa ơi, chú phát hiện là ở đây có phòng lạnh nữa. Ở đây rất là đầy đủ và tiện nghi nha. Bây giờ đi phòng lạnh đi. Trời đang nóng vậy là uống trà sữa vô mới lạnh nó mới đá chứ mấy đứa. Rồi thôi bây giờ mấy chú cháu mình sẽ đi vô phòng lạnh các bạn ơi. Lạnh luôn. Ở đây là phòng có máy lạnh nha các bạn. Wow. Ok không Khánh? Feel với trời. Quá đẹp ha. Đẹp. Ở đây là rất phù hợp cho các bạn trẻ nha. Để tới đây uống trà sữa mà ăn mì cay. Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ở đây đã không anh tươi? Đây mát thiệt ha. Đâu rồi? Gì? Tao thấy đây đẹp thiệt mà không thấy gì xung quanh hết á. À đi ra ngoài đó đi mình cho thoáng mát đi rồi. Tao cảm thấy lạnh lạnh. Đây có phòng máy lạnh mát rồi. Quá sáng mình chịu quá. Thôi đi ra ngoài nhé. Hay là tôi đi ra ngoài đi để tao mình yên tĩnh đây tâm sự với fan các bạn được rồi. Ở đây. Tụi bé không? Đúng là ra đây sáng đúng không nè. Chị ơi, ở đây có cái món nào mơ mắc nhất cái gì? Kêu con 4 tô. À chị ơi, lấy em full cái menu như vậy. Còn như đây. Quay từ từ. Năm tô không sẽ bị sập cẩm đi. Cái gì đây? Thấy món gì chưa mà đọc kỹ dữ vậy qua? À, chân gà sao thái mì cay. Ủa, cái này là đồ chiên gà cẩm thập hả? Thập cẩm nè. Cô gà cô bò kia. Mì nước đi. Nước con nước gì đây? Trà sữa truyền thống nè. Truyền thống dâu tây. Đây, đào, bạc hà, dưa ối. Rồi, ai uống nước gì kêu đây nè. Ở đây là menu đầy đủ món đó nha các bạn. Và điều đặc biệt là có số điện thoại nữa nè. Hãy ai mà có muốn liên hệ để ship tới tận nơi thì hãy liên hệ qua số điện thoại 0338518893 nha. Gặp chủ quán và giao tới tận nhà cho mọi người các bạn luôn. Cà phê không được. Có món chưa? Chưa. Thôi ta chuyên gia. Ôi ngồi ghế salon đã quá ta. Đây, con thấy cái bàn này đẹp nè. Lên đây thử đi. Đâu? Đi. Đây. Bao nhiêu cái? Lên. Ở đi ghế rồi. Nè. Bây giờ mình xem một hỏi nhìn kiểu ngồi nè. À. À mọi người ơi, vô. Sao đây vô mẫu đi mọi người ơi. Ở đây là mày biết ở đây tiện gì không quà? Tiện gì mày? Mày cái quầy trước không?
Thì sai rồi, ở đây nhìn thấy các bạn nữ dễ hơn. Rồi, thôi chú An ơi, cho con tự chức để con đi ship trà sữa nghe chú An. Công nhận chỗ này ngồi là hợp lý luôn á. Ở đây làm lâu dài đi khách. Ở đây là tao mày hợp tác. Tao làm tiếp gia phục vụ cho. Để tao đi ship cho. Ơi, chị cảm gì anh đi khách. Chị gắn lên cái quầy kia kìa. Gắn được 2 cái thôi nha. Cái này chị lấy cái này cắm xuống chỗ này cũng được. Cái này cắm xuống cũng được. Đây các bạn, nay sẽ đổi nghề đi bán châu chấu nha các bạn. Ra đường nè. Quay con. Quay. Hai to lên kìa. Ôi bạn. Ôi giờ. Ôi giờ sau khi mà gắn châu chấu ra rồi gió đứng im luôn rồi. Đây chỉ cho mày nè, mày đứng đây rồi, vậy nè. Rồi. Một tay để cầm nhiều không? Một tay nè. Hợp lý. Đây đây, đứng vậy nè. Quay. Vậy nè. Ê mấy anh mày. Gì mày? Tao thấy ngồi đây khó nói chuyện quá, xuống dưới đi. Ngồi đây cao quá, nó ngừng giò. Dùng có hai đi. Rồi xuống đây ngồi đi. Mấy mẹ mày tròn quay. Này ngồi salon sướng hơn. Bạn quay theo đó là lạ. Ê xuống đây hoài xong rồi. Tên đi hết rồi xong rồi đó. Nè công việc đi mới. Đi không phục vụ khách à. Đi lên lên phục vụ khách à. Công việc mới. Đây là việc mạng dương luôn cao với các bạn. Chứ ngồi đây và cầm cái này quay 25 cục. Củ tỏi. 25 củ tỏi á. Đây đây quay rồi. Nè, sao vậy ta? Cái quạt kìa. Đó. Sao mày ghi nhiều dữ Khánh? Bữa nay ông mừng mày bạo chú An. Mày tính full món luôn rồi dạ. Ừ sao mày dở vậy Khánh? Mày ăn nguyên cái menu vô. Đi. Nè. Không. Ê, ai đi đâu hả? Đi kêu món. Tao có kêu món ngồi ngoài kia kêu được. Thôi được rồi. Đi hai đứa thôi chứ chưa nhiều. Hoàng hoài hồi chủ quán chú mặt luôn á. Mình còn chóng mặt mà hướng chi chú quán. Ở đây cũng đẹp quá hết ơi. Ở đây vừa đẹp vừa mát nữa em. Tao mày cũng quá gần đi. Rồi bây giờ thì chú cháu mình cũng đã có trà sữa và mì cây nè các bạn. Thì đủ các món nha. Trà combo trà ngày hôm nay khá là nhiều món luôn. Như trà đào đây không? Đúng không? Trà đào. Bây giờ là hôm nay mỗi người sẽ trải nghiệm một cái món ở trong cái tiệm massage này nha. Rồi bây giờ là uống nước trước đi chú An, thử nước chứ. Đâu, Khánh Thị thử nước này coi. Nước gì đây? Con nè. Mở bạn nha. Rồi, thử coi. Ngon chú An ơi. Cái này là nước Việt Quốc. Việt Quốc. Đúng rồi. Ly Việt Quốc hình như là giá bao nhiêu vậy à, cô chủ? 18 ngàn. Xe lớn nha các bạn. Siêu xe lớn luôn. 750 hả em? 700 ml. Siêu to khổng lồ nha. Rồi, bạn Tư uống thử cái ly này coi. Chà tắc nha các bạn. Trà tắc á là ly này siêu to khổng lồ mà 1 lít mà giá chỉ có 10 ngàn thôi nha các bạn. Rồi, dạ, đúng rồi. Combo giá mềm nha. Chấm nước chấm lên luôn. Cái này đâu rồi thử cảm giác như thế nào rồi tươi? Chua đã lắm chú ơi. Mát không? Chạy khát rất là tuyệt vời nha các bạn. Tiếp theo là của Hòa Thượng là trà sữa sầu riêng. Uống vô thấy riêng luôn. Thơm bao nhiêu? Thơm bao nhiêu Hòa Thượng? Uống vô riêng luôn chú em. Và cái ly này là thực sự ra là sầu riêng á các bạn, là nguyên chất nha. Đâm ra cái giá thành của nó hơi cao chút xíu nhưng mà 25 ngàn uống xứng đáng một kèm rồi được. Ok luôn. Rồi tới Hảo Ám nè. Đây trà đào chú An ơi. Trà đào của Hảo Ám. Ồ thơm. Chào. Rồi bây giờ mấy đứa thử đúng rồi, cho đôi đũa đi nha. Thử đây, món đi. Đây. Bây giờ trong khi chờ đũa thì mình có cái món này trước nè. Chân gà gì đấy? Chân gà sả tắc. Chân gà sả tắc đâu? Chấm thử luôn coi. Chấm thử. Ngon nhé bạn. Ngon không? Ngon. Chân gà sả tắc hả? Thử đi. Rồi, đâu mới đi thử đây. Chân gà sốt thái. Chân gà sốt thái chứ, rộng. Chân gà sốt thái. Sao hả được? Ngon nhé. Ngon không? Mà các bạn. Phần này 50k nha các bạn. Thì các bạn nào ở gần trường trung học Hồ Thành Đông thì ghé lại đây ăn và sẽ thưởng thức những cái món ngon tại cái quán massage này nha. Ngon. Sao rồi Khánh Kỵ? Ngon anh không trả lời gì luôn nè ta. Chân gà sốt thái kèm với nước Việt Quốc thứ gì bằng. Ủa Khánh Kỵ? Ủa ngon quá. Ủa
quá ngon. Ngon nha các bạn. Nãy giờ ăn mà con không nói lên lại luôn. Đã quá. Đây ăn thử bò chiên nha. Ngon có nói không lên lời không cái hả? Ăn sao nói được không? Đây ăn bò chiên. Rồi ở đây là cái món chiên thập cẩm nha các bạn. Nhìn khá là ngon hấp dẫn luôn, đâu mới thử đây. À phần này cũng là 50k nha. Phần này 50k và phần này là 50k. Có bánh tráng trộn bao nhiêu em? À còn phần bánh tráng trộn này là 20k nha các bạn. Còn cánh gà đùi gà? Cánh gà đùi gà mỗi cái là 50k. À là 50k. Hai cái nha các bạn. Chú ăn thử bánh tráng trộn đi chú. Rồi ok. Ngon. Ok ok ok. Tới bò viên đây. Bò viên chiên. Ngon. Nhưng mà cái chân gà sa tắc này chân ngái nè. Chân ngái. Chân chân gà sa tắc nữa. À lộn chân sa tắc. À đây. Review luôn. Đùi gà luôn. Mời các bạn nha. Chân gà. Ở đây các bạn có trà sữa trân châu đường đen nè, rồi tàu hũ đường đen nè. Nhưng mà hiện tại quán đã hết rồi các bạn, chứ không là lấy ra review cho các bạn xem rồi. Hai món đó là đặc biệt nhất đó. Chị ha. Ủa còn em... Milo dầm nữa cho mấy đứa. Cái ly cũng có lên ly mình. Sao to với là, em? Chắc là tặng con với em. Để đúng rồi. Cũng 20 ngàn luôn. Để ngay chính giữa. Cái ly này khá là đẹp luôn. Nếu mình để ly nhỏ quá đào thì dầm xuống nó còn chút xíu à. Để cho quà hấp dẫn luôn nha các bạn. Có cả bánh lăng nữa nè. Và quà sô cô la gì á. Đây rồi. Milo review thử luôn đi quà. Tôi giới thiệu các bạn mình là Khánh review. Ừ. Nên sẽ review. Ông cụ tổ review phải không? Đúng rồi. Còn quà. Nãy giờ có thấy thiếu không? Cái gì? Mì cay kìa. Thử mì cay hả? Đúng rồi, mì cay nè. Hợp lý luôn. Tao ai thử mì cay chứ đâu. Đây review cho. Đây thì review mì cay thì coi anh cảm giác như thế nào, cho cảm giác thật nha. Dạ, cảm giác thật nha. Ở đây mì cay mình gồm có đó một đôi đũa và một cái muỗng. Ở đây. Để ăn kèm. Trong đó có một con tôm nha. Ôi. Mì hải sản. Tớ bình hơi bị nhiều nha. Cái này là mì gì Khánh biết không? Mì hải sản. Hợp lý. Đây, tớ bình nè. À. Đây. Vậy là 40 ngàn một phần như vậy nha các bạn. Con tôm. Đây, giờ ăn thử nè. Nước thơm. Ngon mấy đứa. Mì dai, ngon. Rồi, Khánh Thị anh mì cay đi. Cảm giác. Khánh Thị em mì cay rồi, tự nhiên đây để anh em ngon. Đúng rồi, được anh xứng xích rồi các bạn ơi. Ăn thứ con mì, à lộn kìa. Cái này là mật. Mật, có mật. Mật. Ngon. Quá ngon. Đây cảm giác anh sao rồi tươi? Rất là ngon chú nha. À quá ngon, đây nè tươi thử mì cay đi. Cho một cảm giác thật luôn coi. Sao cả Khánh Kỳ cảm giác như thế nào rồi? Đã. Rồi đã không? Cây của con rồi. Rồi bây giờ thì Hòa Thượng sẽ bắt đầu dạ máu. Triển khai cái ly Milo dạ máu. Dạ mấy. Rồi cái này như của chú ăn mà. Thôi chú đâu bự gì hả? Rồi chú ăn uống á. Thôi mấy đứa uống đi. Dầm ra mấy anh em uống. Đây, rồi ok ok. Đây còn ly trà sữa nữa nè mấy đứa. Bánh tráng trộn không ai ăn luôn. Mấy đứa cứ ăn thoải mái tự nhiên đi. Sao tôi cho cảm giác thật coi. Chú ăn à? Mới ăn. Rất là vừa ăn chú ăn. Rất vừa ăn hả? Dạ. Nước hơi bị ngon luôn. Cũng ngon nữa. À. Tại vì bạn tươi mới các bạn ra bạn tươi nói còn hơi nhỏ nhỏ. Tại bạn tươi kiểu như đang còn e thẹn cũng như là đồng thời như mắc cỡ chút xíu rồi các bạn. Từ từ bạn tươi sẽ cố gắng và khắc phục cái vấn đề này là nói lớn hơn. Dạ. Nói chung là anh to nói lớn thì tem mình mới được. Còn Khánh Kỳ nói là khỏi phải vạch volume luôn. Anh nghĩ là có gì vui các bạn nha. Thử đi em. Đâu Hòa Thượng thử bị cay coi. Để đây đấy. Em hôm nay sử dụng combo là tất cả các món các bạn ơi. Sao chú ăn mới có chút mà sao no chứ chú ăn. Ngon không? Nhiều nữa. Đâu Khánh Kỳ, thử ly trà sữa, miếng trà sữa này luôn coi, trà sữa truyền thống nè. Cho cảm giác thật luôn coi. Là hôm nay cô tổ review. Đâu uống thử coi. Sao rồi? Uống trà sữa nghe mùi trà sữa trời. Trời,
hợp lý luôn. Rồi con Hoa Thương, cảm giác sau khi cái tô mì cay này mình đã thưởng thức? Ngon chứ ăn nước thì vừa ăn nè à. Mà topping hơi nhiều nha chứ ăn. À, có tôm, có mực, có hải sản đầy đủ phải không? Đó. Đấy. Sao còn thứ chừng ấy, chừng ấy ngon ngon sao á. Còn Hảo Hán thì à, đây, sử dụng cái món chiên gần hết rồi các bạn ơi. Rồi Hảo Hán ăn nó đi Hảo Hán. Ngon chứ em. Có đã không? Ăn hoài luôn, được không? Thôi ăn đi nè, hôm nay mình đi ăn mà. Thôi chứ ngon. Review đó luôn chứ em. Đúng rồi, đây, Khánh Kỳ tiên làm luôn đi. Trời ơi, lâu lâu làm giùm anh em bữa đi. Ừ. Thánh cái review được là vô đi rồi, chú vô ly nước với đó nè. 2, 3, vô. Trà sữa truyền thống, thực sự ra khá là ngon các bạn. Tụi bạn uống thử cái này rất là ngon chứ. Phận. Chúng trà sữa này. Chúng mới nha, Việt Quốc. Sao ngon lắm, uống miếng nữa. Vừa uống vậy, đau chút thử miếng chanh gà. Mình lưu dặn cũng ngon lắm chú An ơi. Rồi, lưu dặm cũng ngon lắm chứ em. Đây mình sẽ cái này gọi là gì nhỉ? Chân gà số Thái. Mời các bạn nha. Năng hết chân gà luôn. Đây rồi. Mình sẽ sử dụng đó là viên cá viên xiên các bạn. Này là không có chân gà sẽ tắt luôn chứ em. Rồi cho cái nửa cái cánh này. Nửa cái cánh hả? Đây. Nửa cái cánh gà. Thử ha. Thử. Quá rồi. Nào, dặm nó đi, dặm nó đi. Này thật sự là bữa ăn ngon thôi mới được. Dạ. Mẹ chú cháu mình cũng coi như là đi ăn lễ các bạn ơi. Rồi bây giờ tiếp theo là chị chủ quán là như là bạn của mình nè các bạn. Chào em, chào Hải Hồng ha. Chào Hải Hồng đây, mời thưởng thức anh. Đi chào cái này là chủ quán bán là 20 ngàn. À 20 ngàn. Đặc biệt, đặc biệt luôn, đi 700. Đâu mà thưởng thức anh. Đặc biệt nha. Không thơm mùi nhiều mà được. Thơm mùi ổi. Tưởng thơm mùi cà na chứ. Đi. Ê, ngon, ngon lắm. Thơm mùi ổi không? Ơi, thử đi anh em thử miếng này. Khánh thử cái này review vì kiểu là nhiều món quá rồi, không biết có còn đồ chính xác cao nữa. Sao rồi? Chú An biết kẹo mà kẹo bốn mùa không? Kẹo ổi ha. Đúng rồi. Để cho miếng này. Đó đó, uống mùi đó đó. Uống này bằng tới cái gì kẹo bốn mùa luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Thiệt đó đó. Đó 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 đó. Sao? Đúng không? Đúng rồi chú An. Rồi, trong đây là 4 mùa, trong đây có mùa ổi nha các bạn. Ngon quá. Đây, rồi đi. Ngon ngon ngon. Thì hôm nay thì chú cháu mình đã một ngày đi ăn mừng là ngày lễ cũng khá là tuyệt vời rồi các bạn. Và trải nghiệm được ở cái quán Masa này rất là tuyệt vời rồi mới được. Dạ. Và nếu mà các bạn ở gần đây hãy ghé ủng hộ người bạn mình nha các bạn. Và đồng thời đừng quên để lại cho team mình đó là một like, một share, một đăng ký kênh để luôn đồng hồ và đồng hành cùng team nha các bạn. Sức ra nào lóc vui kim cương mày đi phai lưu vui tính chất lượng cho ghẻ với các bạn. Quay càng nhiều đồ càng cao, chúc các bạn may mắn. Xin chào lại các bạn. Bye bye.